Quý vị vẫn đang cùng chúng tôi đồng hành trong chương trình Đồng Tiền Thông Minh, và với chủ đề trao đổi kỳ này là về xu hướng mùa cưới năm 2016. Khách mời của chúng tôi là chị Nguyễn Thị Thu Tiên, giám đốc của công ty cổ phần Ngày Của Bạc. Xin chào chị Tiên, chúng ta tiếp tục cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chị cũng có nhắc đến trong cái phần đầu tiên đó là hiện giờ thì cái phong cách của đặc biệt là giới trẻ rất là đa dạng, bởi vì khi mà làm tổ chức một cái tiệc cưới cho mình thì hiện tại thì không có ai muốn cái đám cưới của mình nó giống người khác và nó trộn lẫn trong nhiều cái đám cưới khác nhau. Như vậy thì chị có thể liệt kê ra sơ nét là những cái phong cách cưới mà nổi bật nhất trong cái những cái năm gần đây là những cái phong cách như thế nào? Nếu mà nói về phong cách thì có rất là nhiều, từ đơn giản cho tới là sang trọng cầu kỳ. Đơn giản thì nó sẽ phù hợp với những phong cách ngoài trời hơn là bên trong. Còn cầu kỳ và sang trọng thì nó rất là chi tiết. Mình có thể kết hợp từ nhiều yếu tố, từ hoa tươi, pha lê, lông vũ. Và một điều rất là đặc biệt ở đây là ánh sáng cùng kết hợp với nhau để ra một cái tổng thể hài hòa. Về phong cách cưới hiện nay, hầu hết các bạn trẻ đều thích cái phong cách rustic, là phong cách là nhẹ nhàng, tự nhiên. Tuy nhiên một số phụ huynh thì lại thích là cầu kỳ một chút xíu, sang trọng một chút xíu. Đó là vì sao wedding planner cần phải có mặt để mà tư vấn phù hợp cái yêu cầu của khách hàng. Và chúng ta cũng biết rằng là cái công việc và của wedding planner khi mà tư vấn cho khách hàng thì rất là nhiều, đúng không ạ? Coi như là có thể nói là mấy chục cái hạng mục cũng như là những cái đầu công việc khác nhau. Nhưng mà theo chị thì là cái việc quan trọng nhất, tức là tạo nên cái sự thành công, cái điểm nhấn cho một cái đám cưới là cái việc nào? Để mà tạo nên một cái tiệc cưới thành công thì không phải chỉ có trang trí cưới là đủ, mà một cái thành công của một cái tiệc cưới đó là khi ngay chính khách hàng của mình là cô dâu chú rể và gia đình cảm thấy hài lòng với các khâu tổ chức. Đó là cái điều quan trọng trước tiên. Và cái điều quan trọng thứ hai là chương trình, khách mời đến dự một cái tiệc cưới cảm thấy hài lòng với cái cách tổ chức của chính cô dâu chú rể và gia đình. Và để có được cái sự thành công đó thì một phần không nhỏ đó nó nằm ở cái phần trang trí cưới rất là quan trọng. Mình trang trí cưới như thế nào, đáp ứng được đúng cái yêu cầu của khách hàng hay không, khách hàng có hài lòng với những cái gì mình đã thể hiện trong cái phần trang trí đó hay chưa, thì đó là mấu chốt của vấn đề. Như chị nói là có nhiều cái phong cách khác nhau, ví dụ như là cổ điển, sang trọng, hay là hiện đại, hay là theo những cái style khác nhau, ví dụ như là style kể chuyện hay là style phóng sự. Ví dụ chúng ta thấy những cái hình ảnh kể về cái sự quen nhau của cô dâu chú rể chẳng hạn, những cái hình ảnh. Như vậy thì là một cái người trong nghề luôn thì cái công tác mà trang trí tiệc cưới đó nó chiếm cái thời gian như thế nào và cái chi phí như thế nào? Để Tiên đưa ra một số cái ví dụ về cái phong cách cưới chẳng hạn, thì trước đây mình đã từng một tổ chức một cái tiệc cưới đơn giản thôi. Cô dâu thích khách bước vào trong một cái tiệc cưới nó giống như một khu vườn đầy táo chẳng hạn. Nắm được cái điều đó, mình đưa ra một cái concept là khu vườn táo. Những cái hàng cây xanh và táo treo trên cây đặt dọc hai bên đường, kể cả những cái hình ảnh, những cái quả táo đặt ở trên bàn tiệc cũng có, sân khấu cũng có, bàn đón khách cũng có, để mà thể hiện được cái sở thích của cô dâu. Và gần đây nhất, một cái tiệc cưới bên Tiên đã từng thực hiện mang phong cách là sang trọng, bởi vì đưa ra một cái ý tưởng cưới, nó ngoài cái vấn đề là thể hiện được cái gu của khách hàng thì còn phải phù hợp với lại cái không gian và cái thời gian địa điểm tổ chức. Cách đây khoảng chừng vào cái thời điểm Giáng sinh, cận kề Giáng sinh, mình có tổ chức một cái tiệc cưới lấy chủ đề là Giáng sinh trắng, một cái không gian toàn tràn ngập màu trắng, kể cả trần của sảnh cưới mình phủ toàn bộ là lá cây trắng và pha lê, để làm sao khi khách vừa bước vào trong một cái không gian cưới họ cảm thấy òa lên. Òa lên ở đây là vì một cái không gian rất là sang trọng. Không gian sang trọng như thế còn là dịp để cho
khách hàng của mình chính là cô dâu chú rể và gia đình hai bên gửi lời cảm ơn đến khách mời vì đã đến dự tiệc cưới của con họ. À, và chúng ta cũng biết rằng là giới trẻ ngày nay thì họ rất là nhiều những cái ý tưởng, và họ cũng muốn rằng là cái tiệc cưới của mình sẽ có những cái phong cách rất là khác lạ. Tuy nhiên cũng sẽ có những cái đối tượng mà họ chỉ đơn giản, tức là họ cũng không có nhiều ý tưởng và họ chỉ muốn họ đến wedding planner hoặc là những công ty chuyên về trang trí tiệc cưới, thì họ sẽ nói rằng là tôi muốn đơn giản là tôi muốn đám cưới của tôi nó khác biệt các đám cưới khác. Nhưng mà tôi muốn là nghe được những cái tư vấn, những cái lựa chọn khác nhau như thế nào. Thì nếu mà gặp những cái khách hàng như vậy thì chị sẽ đưa ra những cái tư vấn như thế nào? Thật ra là có nhiều cái giải pháp lắm. Mình sẽ tư vấn khách ở chỉ nên tập trung ở những cái hạng mục nào nó là quan trọng thôi. Chứ không cần thiết là mình phải làm dàn trải ra cả một cái không gian cưới. Điều đó nó không phù hợp với lại chi phí của khách. Khi mà khách đến, khách chỉ cần cho Tiên biết rằng bây giờ là mình thích một cái phong cách cưới như thế này. Tuy nhiên, chi phí cưới nó như thế và địa điểm cưới tổ chức, dự định tổ chức ở đây. Ngay khi đó, bộ phận tư vấn của bên công ty mình sẽ có một cái góp ý rằng là với cái chi phí đó, địa điểm tổ chức ở đây và phong cách cưới anh chị muốn như thế này, thì ở bên em sẽ có một cái tư vấn rằng là mình nên làm gói gọn ở những cái hạng mục quan trọng thôi. Và những cái hạng mục nhỏ còn lại mình có thể xét nó sao, có thể có và cũng có thể là không, để đảm bảo cái yêu cầu ngay từ ban đầu của khách hàng là chi phí. Tức là ngoài cái việc mà cái đội ngũ tư vấn sẽ phải ngồi lại và nói chuyện tìm hiểu những cái tâm tư tình cảm của cô dâu chú rể, thì còn đưa ra những cái tư vấn mà nó mang cái ý nghĩa làm sao cho nó phù hợp với cái phong cách của cô dâu chú rể cũng như là cái kinh phí mà cô dâu chú rể có để mà chọn được một cái phong cách phù hợp cho mình. Và chúng tôi còn muốn nghe thêm nhiều hơn nữa những cái tư vấn của chị dành cho các cô dâu chú rể tương lai cũng như là những cái bạn trẻ đang có quan tâm sẽ được làm việc trong cái ngành này, và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện sau ít phút giải lao. Thưa quý vị, chúng tôi đang trò chuyện với chị Nguyễn Thị Thu Tiên là giám đốc của công ty cổ phần Ngày Của Bạn, và chúng tôi còn sẽ tiếp nối chương trình sau ít phút giải lao.